khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Minh Đăng và Tuyết Nha. Thưa quý vị, những quan sát viên bầu cử của Hội đồng Âu Châu đang theo dõi chặt chẽ cuộc bỏ phiếu của Thổ Nhĩ Kỳ. Những quan sát viên bầu cử châu Âu đã theo dõi cuộc bầu cử địa phương của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm qua Chủ nhật ở một số thành phố lớn bao gồm Istanbul và thủ đô Ankara. Người dân tại đây bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tập trung vào nỗ lực của Tổng thống Tayyip Erdogan nhằm giành lại quyền kiểm soát Istanbul từ đối thủ là Ekrem İmamoğlu, người có mục đích tái khẳng định phe đối lập như một lực lượng chính trị sau thất bại trong cuộc bầu cử vào năm ngoái. Thưa quý vị, những phòng bỏ phiếu đã đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều giờ địa phương sau một số vụ bạo lực trên khắp đất nước liên quan tới cuộc bầu cử giới chức khu phố hay còn gọi là Mortar, với 3 người được cho đã thiệt mạng. Đài truyền hình địa phương cho biết kết quả ban đầu đã cho thấy ứng cử viên phe đối lập và đương kim thị trưởng Istanbul İmamoğlu dẫn đầu với 49.09% với 3.67% số phiếu đã được kiểm. Quay sang tin tức từ Ấn Độ, Thủ tướng Modi của Ấn Độ nói rằng cuộc chiến chống tham nhũng đã làm rung chuyển phe đối lập. Thủ tướng Ấn Độ là ông Narendra Modi phát biểu trước những người ủng hộ tại một cuộc meeting khởi động chiến dịch bầu cử của ông ở bang Uttar Pradesh, đông dân ở phía Bắc vào ngày Chủ nhật ngày 31 tháng 3. Ông Modi nói với những người ủng hộ rằng cuộc chiến chống tham nhũng của ông đã làm rung chuyển phe đối lập và cuộc bầu cử này là cuộc chiến giữa đảng của ông và các đồng minh muốn loại bỏ kẻ tham nhũng và phe đối lập muốn bảo vệ những kẻ tham nhũng. Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal, một người chỉ trích mạnh mẽ ông Modi, một nhà thập tự chinh chống tham nhũng và là lãnh đạo cấp cao của khối đối lập Ấn Độ gồm 27 thành viên, đã bị bắt vào ngày 21 tháng 3 vì cáo buộc tham nhũng trong việc cấp giấy phép rượu chưa đầy một tháng trước đó. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu trong một cuộc tổng tuyển cử được nhiều người mong đợi sẽ củng cố quyền lực của ông Modi đối với nhiệm kỳ thứ ba hiếm hoi. Quốc hội bên cạnh việc phải vật lộn với các cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ bắt giữ và đột kích, còn nói rằng họ phải đối mặt với khủng bố thuế do các yêu cầu thuế lớn của chính phủ và việc đóng băng một số tài khoản ngân hàng của họ. Tất cả đều được gọi là nỗ lực nhằm làm gián đoạn tài chính của quốc gia. NATO được kỷ niệm 75 năm trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ có thể định hình vai trò của Hoa Kỳ trong liên minh. NATO kỷ niệm 75 năm vào ngày 4 tháng 4 với việc gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan đánh dấu sự bổ túc quan trọng nhất cho liên minh trong nhiều thập niên. Và cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ mùa thu này mang lại sự tương phản rõ rệt về vai trò của Hoa Kỳ trong khối. Việc NATO mở rộng tới nay bao gồm 32 thành viên được nhiều nước coi là một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Nga Vladimir Putin, người tìm cách ngăn chặn bất cứ sự củng cố nào nữa của liên minh này. Theo nhiều nhà phân tích, NATO có những thách thức riêng bao gồm việc chuyển đổi lực lượng NATO để tập trung lại vào việc phòng thủ trước bất cứ cuộc tấn công nào của Nga sau nhiều thập niên NATO tập trung vào nhiệm vụ ngoài biên giới như ở Afghanistan và Balkan. NATO cũng phải giải quyết những khác biệt về mức độ can dự của mình tại Á Châu, mà trong đó Hoa Kỳ thúc đẩy vai trò lớn hơn trong việc chống lại Trung Quốc, trong khi các nước khác như là Pháp đã khẳng định NATO duy trì sự tập trung vào khu vực Bắc Đại Tây Dương. Sự gia nhập của Thụy Điển là quốc gia không có chiến tranh từ năm 1814 và Phần Lan là sự mở rộng đáng kể nhất của liên minh này từ khi nước này tiếp nhận các thành viên từ Đông Âu sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Tăng cường Trung Quốc và Hoa Kỳ đường bay thẳng đáp ứng nhu cầu du khách, theo chuyên gia kinh tế của Trung Quốc đã cho biết như trên. Một nhà kinh tế Trung Quốc từng làm việc tại Hoa Kỳ cho biết, việc tăng cường các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước đáp ứng nhu cầu đi lại xuyên Thái Bình Dương ngày càng tăng và có khả năng giúp cải thiện mối bang giao bằng cách tạo điều kiện cho các cuộc gặp mặt trực tiếp giữa hai quốc gia. Gong Jiong, một nhà kinh tế học tốt nghiệp ở Hoa Kỳ, hiện đang làm việc cho Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế, là một trong những trường đại học kinh tế nổi tiếng nhất ở Trung Quốc đã cho biết, sự gia tăng mới nhất về các chuyến bay trực tiếp giữa hai quốc gia Trung Quốc và Hoa Kỳ cho thấy nhu cầu đi lại đang dần gia tăng, phục hồi về mức trước đại dịch và là một phần trong nỗ lực lãnh đạo của hai nước nhằm tăng cường trao đổi nhân sự sau cuộc gặp ở San Francisco vào hồi tháng 11 năm 2023 vừa qua. Khi ông Tập hiện tại và Tổng thống Joe Biden nói về tầm quan trọng của kiểu trao đổi này và cả hai đều quyết định rằng phải làm gì đó. Và tôi nghĩ bạn biết đấy, những gì đang xảy ra ngay bây giờ là những biểu hiện rõ ràng về những chuyện đáng lẽ đã phải xảy ra sau đó. Và chúng ta cũng biết điều này rất nhiều, được thúc đẩy bởi nhu cầu theo quan điểm của ông. Ý của ông là nhu cầu đi lại giữa hai nước đang dần quay trở lại.
và các hãng hàng không cũng có động cơ để tăng nhiều chuyến bay hơn nữa. Vì vậy, họ đang vận động cả hai chính phủ để làm điều đó. Đó là lời nhà kinh tế đã cho hay. Quay trở lại, trong ngày Chủ nhật, số chuyến bay khứ hồi 2 tuần do các hãng hàng không chở khách giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ khai thác giữa hai nước đã tăng lên 100 chuyến. Pháp hồi hương hài cốt lính thuộc địa thiệt mạng ở Điện Biên Phủ, Việt Nam. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết nước này hồi hương từ Việt Nam hài cốt của 6 binh sĩ thiệt mạng ở Việt Nam, nơi chiếm giữ cuối cùng của Pháp ở thuộc địa Đông Dương. Tuyên bố nói thêm hoạt động này diễn ra trong những ngày tới đây. Điện Biên Phủ miền Bắc Việt Nam là nơi diễn ra trận chiến lịch sử của quân Pháp chống lại lực lượng Cộng sản Việt Nam năm 1954, đánh dấu sự kết thúc của đế chế thực dân Pháp ở Đông Dương. Trong trận chiến này, Việt Nam bao vây lực lượng Pháp dù được trang bị vũ khí tối tân và bắn bằng pháo hạng nặng. Trận chiến ác liệt ở thung lũng hiểm trở hẻo lánh đã làm cho hàng ngàn binh sĩ hai bên tử vong chưa đầy 2 tháng. Theo Bộ Quốc phòng Pháp, sự tồn tại của 6 hài cốt được bảo quản ở 3 địa điểm khác nhau được báo cho Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vào năm 2012, 2021 và 2022. Họ cho biết Việt Nam chấp thuận việc hồi hương vào ngày 25 tháng 3 và hài cốt đã được khai quật vào ngày hôm sau. Hình ảnh của sự kiện đua ngựa tại Dubai World Cup lần thứ 28 kết thúc. Được biết đến là một cuộc thi đấu một ngày tốn kém nhất trên thế giới, Dubai World Cup lần thứ 28 đã kết thúc tất cả các sự kiện đua ngựa ở tại đây. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào ngày thứ Bảy ở tại Dubai. Tổng cộng có 120 ngựa đua đến từ 14 quốc gia tham gia chính cuộc thi được tổ chức tại trường đua Maiden, với giải đầu tiên của chặng đua chung kết được mong đợi nhất Dubai World Cup thuộc về ngựa đua Hoa Kỳ Laurel Rivo. Một người xem cho biết, chúng tôi thấy mọi người từ các quốc gia khác nhau và rất nhiều từ những nước khác nhau ở các đám đông tại đây. Mọi người đều đến để tận hưởng, chỉ để sống trong khoảnh khắc này. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996, Dubai World Cup là một trong 5 sự kiện đua ngựa lớn nhất trên thế giới và được biết đến với tiền thưởng rất hậu hĩnh, các nhà tổ chức chuyên nghiệp và ý nghĩa văn hóa. Tổng số tiền thưởng của cuộc đua ngựa năm nay lên đến 30.5 triệu đô la. Thưa quý khán giả, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Minh Đăng và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5717 hoặc quý vị có thể shop online trên trang mạng ibchomeshopping.com. Và chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức tổng hợp tại đây. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem và kính chúc cho quý vị có một buổi trưa vô lượng an lạc.